Quý cảnh chào cả nhà nhé. Sáng nay chia sẻ hai cây, gia đình chỉ bán cả hai cây, cây chay. Cây chay này cây cao khoảng 7 mét. Cây một thân các bạn nhé. Đây, cạnh đường dễ khai thác. Xá chỗ thừa luôn. Đây vành gốc 1.1. Khát 1 mét là 85. Đây đấy, khát 4 cao 4 mét. Cái này cái cụ ở trồng 20 năm này. Đây cành chị cũng đều. Tán đều đấy nhá. Tròn đấy. Khi có ba chia ba tay cái tán tròn này đấy. Bên dưới cách cái mấy cành dưới là 4 mét vậy, nên đến tay ba cái nằm cây cao 7 mét đấy, 7 mét là vừa, bầu thành 8 mét. Cái này về nó đây nó hơi siêu siêu nhưng mà về các trồng lên đứng nắn đứng thẳng lên được, không sao cả. Chúng ta thiếu lúc Lạng Sơn là khiến cái chay này là hiếm nhá. Em nó cũng không bán, giờ bán giờ nó bán phải lấy cả hai cây. Còn xiêm nữa không bán lẻ. Thế nên cái chay trên đất thiếu lúc Lạng Sơn này là hiếm này. Cái này thoát cao đấy. Các bạn nhìn thoát này. Đấy. Sạch sẽ. Anh à? Quay gì đấy? Vâng, Tuấn nó bảo em quay cái chay với cái hồng xiêm bán hộ cho nó. Cả cây hồng xiêm nữa. À vâng, được giá thì bán ạ, Tuấn ơi. Được giá em nó em lên mới bán chứ. Không bán này hả? Cái chay hồng xiêm. Cái xiêm này là có hai thân nhé. Cái này nó bay ra đây. Thân này là... Cái này vành 107 này. Anh Trung không 7 đâu. Còn cái thân, này là 101 này. Thoát đây này. Mình mua cái này mình bỏ canh. Bé kia chơi một thân này đẹp. Đây cảnh rất đẹp cái hồng xiêm nhé. Quả ngon. Các bạn nhìn gốc chung 107. Đấy. Chơi cây một thân này được. Đẹp. Mình chuẩn bị làm cái mái tôn ra ngoài này như này. Mà xưởng như này. Xiêm nhá. Ba ông em cũng bảo chia sẻ bán hộ cho ông ấy hai cây này mà không bán lẻ. Nếu bán lẻ thì mình một cái chay này luôn. Cái chay rất là hiếm này nhá. Cái chay này là cao 7 mét, thoát 4 mét, vành gốc 110. Cách 1 mét là 85. Rồi cái hồng xiêm này vành gốc chỗ to nhất ở dưới gốc kia là 107. Chia hai cành. Cái cành này cành bé bay ra này. Đấy, mình cắt luôn cành chơi cái cây một thân này. Bóng tán một thân nó đẹp này mà. Đấy. Đấy cái phần 101, đấy, phần một thân 101 mà thoát từ dưới lên 1m6 nhá. Nó già đẹp già. Cây phát triển tốt. Thôi, chia sẻ ngắn thế thôi nhá. Em nó không bán lẻ nha các bạn nhá.